Ok. Bây giờ mình sẽ qua một cái chủ đề mà mình nghĩ là tại vì khi các bạn hoàn thành xong cái khóa này thì chắc là các bạn cần phải ít nhất là các bạn phải nắm được một cái sơ bộ về cái hội chứng này. Tại vì cho tới giờ thì mình cũng đã nhận được các cái ca của các bạn bạn khác gửi về. Thì ít nhất là cũng khoảng 5 ca các bạn gửi về cho mình về cái tình huống này rồi. Ở trên lâm sàng thì bọn mình cũng đã có cái cơ hội tiếp được một vài ca. Và cái nghiên cứu tổng kết của bệnh viện thì cũng đã cho thấy cái tỷ lệ cũng tương đối không phải là một cái bệnh lý mà nó quá hiếm gặp đi. Đó là cái mình hay gọi là hội chứng HES. Dịch ra thì nó rất là đơn giản, thì nếu mình dịch ra là cái hội chứng tăng eosinophil thôi. Nhưng thực tế ra thì đây là một cái thuật ngữ chứ nó không đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta cần phải nhận diện tại sao nó như thế. Rồi mình sẽ tổng quan qua cái outline của mình như thế này. Rồi mình nói một chút về lịch sử á, đây là cái phong cách truyền thống của mình rồi. Thì các bạn thấy là cái hành trình đối với cái hội chứng này nó cũng tương đối là phức tạp á. Thì cái hiện tượng mà tăng eosinophil lần đầu tiên á thì người ta quan sát là từ năm 1846 bởi Watson John, và sau đó thì được đặt tên lần đầu tiên bởi Paul Ehrlich vào năm 1879. Tuy nhiên cái tên mà HES, tức là cái hyperoxygenophilic syndrome á, thì được đề xuất bởi Hardy và Addison lần đầu tiên năm 1968, và cái tên gọi đó vẫn được giữ cho đến bây giờ. Và cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội chứng này được ra đời vào năm 1975 á, bởi Chusik và cộng sự. Và cái tiêu chuẩn của Chusik á, vẫn là cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà cho tới tận ngày nay các tổ chức đều phải dựa vào cái tiêu chuẩn của Chusik này, rất là ấn tượng ha. Và năm 1994 thì cái biến thể đầu tiên của HES, tức là cái người ta đã tách riêng ra được các cái dưới nhóm khác nhau của HES, thì người ta tách ra được cái nhóm liên quan tới biến thể variant lympho, tức là liên quan tới biến thể lymphocyte của HES. Thì ở trong bài sau khi học xong các bạn sẽ hiểu được cái này là cái gì. Đến năm 1998 á, thì cái tái sắp xếp đầu tiên liên quan tới cái gen FGFGR1 đã được xác nhận là bình sinh ở trong HES. Đến năm 2001 thì WHO chính thức là đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán đối với HES và cái leukemia dòng eosinophil mãn tính, tức là cái chronic eosinophilic leukemia. Và đến năm trong trong những năm 2001 2002 khi mà imatinib lần đầu tiên được ứng dụng trong điều trị CML thì nó cũng được sử dụng trong điều trị ở HES, và người ta đã bằng cách điều trị mang tính kinh nghiệm thôi thì người ta đã điều trị thành công các bệnh nhân HES với imatinib. Và đến năm 2002 thì cái đột biến gen thứ hai, cái tái sắp xếp gen thứ hai được được xác nhận, đó là cái tái sắp xếp của gen PDGFR alpha. Và đến năm 2003 thì cái chuyển đoạn của cái FIB1L1 PDGFR alpha đã được xác nhận. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái hành trình cũng đi từ cái mô tả cho tới lúc mà xác định được cái bệnh học ở cấp độ phân tử, nó rất là phức tạp. Tại sao nó lại quan trọng như vậy á? Thì mình nói một chút về eosinophil. Thì cái hình thái của eosinophil thì các bạn biết rồi á, và chắc chắn các bạn phải đọc nhiều thì các bạn mới biết được á, nó là cái tế bào nó có hai cái thùy á, rất là đặc trưng, và trong đó thì có rất rất là các cái hạt, rất là nhiều hạt acid, và chính vì vậy mà nó mới gọi là cái eosinophil. Nhìn vào trong các cái thành phần của cái eosinophil dưới kính hiển vi điện tử thì chúng ta sẽ thấy nó có cái bảy cái thành phần chính, trong đó nó có các cái granular protein, là các cái protein mà nó chứa trong các cái hạt mà các bạn thấy đó á. Trong đó cái protein quan trọng nhất và nó bắt buộc, nó là thành phần quyết định đến cái bản chất của tế bào eosinophil là cái phần granular protein này. Trong đó cái MBP, tức là cái major basic protein, là cái protein mà nó đòi hỏi là nó đặc hiệu cho cái eosinophil. Cho nên sau này các bạn sẽ thấy là để chứng minh rằng có hay không có cái sự hiện diện của eosinophil ở trong mô á, thì nếu các bạn thấy được cái tế bào của eosinophil thì không nói làm gì rồi. Nhưng trong cái trường hợp mà nó đã thoái dáng đi rồi, nó không còn cái bằng chứng của tế bào eosinophil nữa, thì chúng ta có một cái cách thức khác, đó là chúng ta tìm các cái bằng chứng về các cái protein đặc hiệu cho cái eosinophil nó có hiện diện ở trong đó hay không. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán về sau mà các bạn cần lưu ý ha. Rất là nhiều và mình sẽ không nói hết được. Ngoài ra nó có các cái chất trung gian trong cái chuyển hóa của cái lipid ha. Rồi các cái chất để tham gia quá trình oxy hóa. Cái này rất là quan trọng bởi vì các bạn biết rồi, một trong những đặc trưng của cái eosinophil tại sao nó có rất là nhiều hạt và nó có rất nhiều các cái chất tham gia vào các phản oxy hóa, là bởi vì vai trò của nó là cái vai trò liên quan đến tiêu diệt những cái tác nhân mà có kích thước lớn,
mà các bạn biết rồi, nổi bật nhất của chúng ta nhắc tới eosinophil thì chúng ta hay nhớ đến là các cái helmin, tức là các cái con giun quang sáng. Thì đối với những cái tác nhân này, đây là những cái tác nhân ký sinh trùng và nó không phải là virus hay vi khuẩn, nó rất là to, kích thước nó to hơn nhiều so với tế bào và không thể sử dụng cái phương pháp thực bào như thông thường được, mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng phương án đó là chúng ta phóng thích các cái hạt độc ra bên ngoài để các cái hạt đó nó gây phản ứng trực tiếp làm tổn thương cái tác nhân đó thôi, chứ không thể nào ăn cái con to hơn mình được. Đấy, cho nên là có những rất nhiều loại enzyme cũng như các chất oxy hóa khác nhau. Nó có cytokine, hàng loạt các cái cytokine ở trong cái cấu trúc của eosinophil mà các bạn có thể thấy. Rồi các cái chemokine là những cái chất mà có tính chất khóa hướng động để huy động các cái thành phần khác tham gia vào trong cái công cuộc chức năng của nó. Trong đó các bạn cực kỳ lưu ý với mình là cái eltacin, tức là cái CCL11. Thì các bạn sẽ thấy nó ở vai trò của nó trong cái phần sau. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái chất mà các cái yếu tố phát triển mà nó cần thiết để mà kích hoạt những cái chức năng khác khi mà nó được hoạt hóa. Trong đó các bạn hết sức lưu ý đó là các cái yếu tố phát triển thần kinh, rồi PDGF là yếu tố phát triển tiểu cầu, rồi yếu tố chuyển dạng, tức là cái TGF alpha và beta. Tại vì chúng ta nói rất là nhiều về cái chức năng bảo vệ của eosinophil liên quan tới vai trò trong dị ứng, vai trò trong chúng các cái tác nhân ký sinh trùng, nhưng chúng ta quên nói đến cái chức năng phá hủy của nó. Và các bạn phải nhớ rằng eosinophil nó là một anh chàng đứng ở giữa hai thái cực, một bên là chức năng bảo vệ và một bên là chức năng phá hủy. Và khả năng phá hủy của nó, tại vì nó phóng các chất ra bên ngoài, nó phóng các chất ra bên ngoài, cho nên các chất đó phá hủy được tác nhân vi sinh thì nó cũng sẽ phá hủy được chính bản thân của cơ thể. Và chính vì vậy khi eosinophil được hoạt hóa một cách không đúng mức, sống một cách không đúng mức, sống lâu hơn, hoạt hóa nhiều hơn, thì cái hậu quả nó để lại là rất là kinh khủng. Trong đó các bạn sẽ phải lưu ý về ảnh hưởng của nó lên trên tiểu cầu, ảnh hưởng của nó lên trên nội mạc, và ảnh hưởng của nó lên trên các cái tế bào sản xuất các fibroblast. Thì ở phần sau các bạn sẽ thấy là vì sao cái sự hoạt hóa của eosinophil nó lại gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thì đấy là quá trình sản xuất eosinophil. Thì eosinophil thì chúng ta biết rồi, nó đi từ tế bào của dòng tủy. Trong đó mình hết sức lưu ý với các bạn đó là cái ở cấp độ điều hòa, cấp độ gen thì cái yếu tố phiên mã quyết định lên trên cái số phận của eosinophil đó là cái Gata 1 là một cái yếu tố. Gata 1 và SEPA, trong đó thì Gata 1 là yếu tố quyết định. Nếu như mất Gata 1 thì tế bào chắc chắn sẽ không bị hóa được thành eosinophil. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái Gata 1 và cái SEPA ở giai đoạn sau giúp biệt hóa cụ thể trưởng thành đến giai đoạn cuối thì nó phụ thuộc vào SEPA. Và bất thường ở Gata 1 và SEPA nó sẽ đưa đến là rối loạn trong cái quá trình mà phát triển của eosinophil. Về mặt dịch thể thì có ba cái yếu tố quan trọng trong cái điều hòa sản xuất và biệt hóa của eosinophil, đó là interleukin 3, interleukin 5 và GM-CSF. Trong đó anh chàng quan trọng nhất nhắc tới eosinophil các bạn phải nhớ tới nó, đó là interleukin 5. Và bệnh sinh của nhiều cái tình huống ở trong eosinophil nó đến từ cái rối loạn của cái con đường tín hiệu interleukin 5. Rồi bây giờ mình sẽ nói đây là cái mô tả về cái con đường tín hiệu nội bào của interleukin 5. Thì các bạn thấy đây là cái thủ thể của interleukin 5 ở trên bề mặt của tế bào eosinophil. Và khi mà nó gắn với interleukin 5 thì nó sẽ dẫn truyền tín hiệu qua hai cái con đường chính, đó là con đường JustStat và con đường LINK6 RAS-RAF-MET. Thì các bạn sẽ học từng các cái con đường tín hiệu này khi các bạn có cái cơ hội đi lên cao hơn. Tuy nhiên hai cái con đường này là hai con đường để đưa đến là nếu kích hoạt con đường này hoặc là do đột biến hoặc là do tăng interleukin 5 thôi thì nó đều đưa đến cái hậu quả đó là cái eosinophil nó sẽ được hoạt hóa liên tục. Và cái hậu quả của sự hoạt hóa liên tục đó như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát ở cái slide tiếp. Như vậy các bạn sẽ thấy là một cái tế bào eosinophil bình thường thì nó chịu ảnh hưởng của các cái kích thích ở bên ngoài để nó quyết định là nó sẽ đi theo hướng là nó sẽ được giữ lại và sống sót hay là nó sẽ bị apoptosis. Thì những cái tín hiệu mà sẽ giúp cho nó tăng cường sống sót đó là interleukin 3, interleukin 5, GM-CSF là ba yếu tố kinh điển mình nói với các bạn đó. Ngoài ra nó còn có TNF alpha, interferon gamma, leptin và CD40. Còn những cái con đường tín hiệu mà sẽ giúp cho nó đi vào con đường apoptosis đó là con đường FAST, con đường TGF beta, cyclic A, CD30 và corticosteroid. Cho nên các bạn lưu ý cho mình cái corticosteroid này, mình sẽ ứng dụng nó trong cái chuyện điều trị
của tăng eosinophil. Rồi cái phân bố của eosinophil thì các bạn thấy là tìm thấy eosinophil ở trong máu thì rất là ít, và nó là một tế bào chủ yếu nó nằm ở các cái mô, với cái tỷ lệ bình thường là tỷ lệ eosinophil ở trong mô và trong máu tỷ lệ của nó khoảng 100, có nghĩa là nó gấp khoảng 100 lần cái eosinophil trong máu. Nó có hiện diện ở rất là nhiều nơi á, từ cái đường tiêu hóa, nhưng mà nó không có ở thực quản thôi nhé. Được điều hòa bởi cái eotaxin 1 á, tức là cái sự biểu hiện của nó, sự cư ngụ của nó ở đường tiêu hóa thì được điều hòa bởi cái eotaxin 1, chính là cái CCL11, và nó cũng về cư trú ở một số các cái cơ quan khác á, mà cũng được kiểm soát bởi eotaxin 1 như là tuyến ức, tuyến vú hoặc là cái tử cung. Cái thời gian mà nó sống và trưởng thành ở trong cái tủy xương nó khoảng 4,3 ngày, với cái half-life của nó khá là ngắn, nó chỉ lưu hành ở trong máu khoảng chừng 8 đến 18 giờ á. Cái half-life của nó khoảng 8 đến 18 giờ thôi. Cho nên số lượng bình thường của trong máu của nó thì nó chỉ tí thoáng qua trong máu để nó đến các mô nó làm việc thôi. Cho nên là số lượng bình thường trong máu rất là thấp, từ dưới từ 0 đến 500 cell trên một cái microlit. Rất là thấp nếu như so với các anh chàng còn lại á. Thì hai anh chàng mà thấp nhất ở trong máu mình đó là cái eosinophil và basophil. Basophil thì còn ít hơn nữa. Basophil thì thường số lượng của nó dưới 200 luôn. Cho nên hiếm khi nào các bạn quan sát ở trên lam mà thấy được một con baso. Eoso thì cũng thỉnh thoảng thấy chứ mà baso thì hiếm lắm. Và nó cũng sẽ có mô hình hai đỉnh như các loại bạch cầu khác, tức là thấp vào buổi sáng và cao vào buổi chiều. Đời sống ở trong mô của nó từ khoảng 2 đến 5 ngày. Nhưng mà như mình đã nói, một số các cái chất kích thích nó sẽ làm cho eosinophil tăng cái thời gian sống còn lên đến khoảng 14 ngày. Rồi bây giờ mình mới đi vào các cái định nghĩa, và các bạn phải nắm rất là rõ các cái định nghĩa này. Chúng ta có hai cái định nghĩa mà các bạn cần phân biệt, thật ra là ba cái định nghĩa. Thứ nhất là cái eosinophilia. Eosinophilia thì nó giống như là neutrophilia, nó giống như là chúng ta có cái đuôi philia này, các bạn nhớ rồi, là đuôi tăng. Như vậy nếu như chỉ đơn thuần cái eosinophil ở trong máu mà các bạn đếm quá 500, nhưng mà tới 1.500 thôi nha, quá 500 đến 1.500 thôi, thì chúng ta gọi đó là eosinophilia. Cái điểm này nó rất là quan trọng. Còn nếu như nó trên 1.500 thì chúng ta không gọi là eosinophilia nữa, mà chúng ta gọi là hyper eosinophilia. Thì nó sẽ chia làm hai mức, đó là moderate eosinophilia và severe eosinophilia. Tức là chúng ta sẽ có 3 điểm cấp: 500, 1.500 và 5.000. Nếu như mà nó dưới 500 thì nó bình thường rồi, từ 500 đến 1.500 thì nó tăng, nhưng mà chúng ta chỉ gọi là tăng theo kiểu eosinophilia thôi. Còn từ 1.500 đến 5.000 chúng ta gọi là cái moderate hyper eosinophilia, và trên 5.000 thì chúng ta gọi là cái severe hyper eosinophilia. Tại sao mình lại chia như vậy? Bởi vì từng cái range này nó sẽ liên quan tới cái vai trò bệnh học nó khác nhau. Thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn xem, nhưng các bạn phải nắm cái mốc này, đâu là E và đâu là HE. Thì hiện tại mà trong cái phân loại liên quan đến các rối loạn của eosinophil á, thì chúng ta có hai cái tổ chức chính, đó là tổ chức của WHO và tổ chức của là cái ICOC-EO, tức là cái nhóm làm việc quốc tế về rối loạn của eosinophil. Như vậy họ có nguyên một cái hiệp hội chuyên nghiên cứu về các rối loạn của eosinophil mà thôi. Và từ đó các bạn hiểu rằng eosinophil là một cái anh chàng nó rất là rối rắm, tại vì nó liên quan tới bệnh sinh của cả cái ngành miễn dịch dị ứng nữa, chứ không nằm ở riêng ở trong nhóm bệnh của huyết học. Thì WHO á, thì trong phân loại của WHO thì người ta chỉ quan tâm tới các cái rối loạn của eosinophil mà liên quan tới rối loạn ác tính. Còn cái ICOC-EO thì người ta sẽ bao phủ rộng hơn, và chính vì phân loại của hai cái nhóm này nó có sự khác biệt. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ phải nắm là những cái nhóm nguyên nhân, những cái bệnh lý liên quan tới eosinophil thì hiện tại người ta đã xếp vào trong những cái nhóm nào. Thì hiện tại chúng ta thấy là chúng ta có 7 nhóm bệnh liên quan tới rối loạn của eosinophil. Trong đó thì nổi tiếng các bạn đã từng nghe đó là các nhóm bệnh liên quan tới dị ứng, thì có thể là chàm và các rối loạn liên quan đến chàm, và cái rối loạn của eosinophil liên quan đến thuốc là nó thuộc nhóm dị ứng. Nhóm thứ hai là nhóm bệnh nhiễm trùng, thì đứng số 1, đứng đầu danh sách sẽ là vi sinh trùng mà hầu hết là giun sán, rồi sau đó là một số loại nấm và vi khuẩn ít gặp hơn nhiều. Cái nhóm thứ ba, đứng hàng thứ ba như đứng số 1, cái mức độ đứng ở trong này nó cũng tương tự, nó gần như là tuân theo cái tần suất mà các bạn gặp trong đấy. Thì cái nhóm thứ ba mà đứng sau cái nhóm như vậy, thay vì các bạn phải suy nghĩ đầu tiên về nhóm dị ứng, tiếp đó là nhóm nhiễm trùng,
Thì cái nhóm thứ ba sẽ là cái nhóm liên quan tới cái bệnh học của chúng ta ngày hôm nay, đó là nhóm rối loạn của tân sinh và rối loạn huyết học. Đó. Thì trong này nó sẽ chia làm năm cái nhóm rối loạn lớn. Một là hội chứng Hodgkin là cái hội chứng mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Hai là cái leukemia. Ba là lymphoma. Bốn là các cái rối loạn liên quan tới các loại u khác nhé. U khác mà nó cũng tăng eosinophil. Và cái thứ năm đó là cái rối loạn của mastocytosis. Thì chắc là sau này có cơ hội chúng ta sẽ bàn về mastocytosis nữa, tại vì cái nhóm bệnh này có lẽ ở Việt Nam mình rất là chú ý đến. Thứ tư là các cái bệnh lý tăng eosinophil mà nó có cái liên quan đặc hiệu đến từng cái cơ quan khác nhau, tức là có biểu hiện riêng biệt của từng cơ quan, thì người ta sẽ chia nó thành một cái nhóm riêng. Tức là tăng eosinophil mà có cái bệnh biểu hiện ở da thì nó sẽ có một cái bệnh da của eosinophil, rồi liên quan tới phổi thì có bệnh phổi của eosinophil, rồi liên quan tới đường tiêu hóa, liên quan tới thần kinh, liên quan tới hệ thống bệnh lý tự miễn nói chung, tức là rối loạn của bên ngành rheumatology, rồi liên quan tới tim thì chúng ta có cái bệnh lý eosinophil của tim và liên quan tới thận. Nhóm thứ năm là nhóm các cái phản ứng liên quan tới cái phản miễn dịch thì có thể là gặp trong cái nhóm bệnh suy giảm miễn dịch đặc hiệu hoặc là phản thải ghép. Nhóm thứ sáu là các rối loạn điện nội tiết thì chúng ta có trong cái hội chứng là suy thượng thận. Và nhóm thứ bảy đó là các cái rối loạn khác thì giống như trong các cái bệnh lý liên quan tới cái thuyên tắc động mạch chẳng hạn và các cái rối loạn di truyền hiếm gặp khác. Thế thì cái nhóm chúng ta khảo sát hôm nay tập trung chủ yếu vào nhóm thứ ba là nhóm rối loạn của tăng sinh, nhưng mà cũng là một cái quy trình tiếp cận mà để có thể chẩn đoán chung cho cái tăng eosinophil. Thì chúng ta sẽ đi về cái định nghĩa của cái HED là gì. Như vậy trước khi nói về HED thì mình sẽ nhớ với các bạn nhớ tới ba cái chữ ở ba cái cấp độ khác nhau đó là chữ HE và chữ HED. Chữ E thì là eosinophilia, chữ HE là chữ hypereosinophilia và chữ HED là cái hypereosinophilic syndrome. Thì ba cái từ này nó tương ứng với ba cái cấp độ khác nhau. Trong đó khi nào đã có chữ syndrome thì giống như hôm trước chúng ta học về cái APS, tức là cái hội chứng kháng phospholipid, thì các bạn sẽ thấy khi nào đã có syndrome thì nó phải có lâm sàng. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của HED được đề xuất bởi Chusik như các bạn nhớ ở năm 1975 và vẫn là tiêu chuẩn cho tới ngày nay và vẫn được ứng dụng. Đó là nó đòi hỏi để một chẩn đoán một cái HED thì chúng ta cần có ba cái tiêu chuẩn. Mình chưa nói về lâm sàng, mình chỉ nói về cái tiêu chuẩn trước. Thì thứ nhất đó là cái tăng eosinophil này nó phải kéo dài nhất định, và mốc thời gian ở đây là người ta lựa chọn đó là 6 tháng. Tức là phải tăng eosinophil, mà ngưỡng này là ngưỡng gì? Ngưỡng này phải là ngưỡng hyper eosinophilia chứ không phải là eosinophilia mà phải là hyper, có nghĩa là trên 1.500. Tức là tăng trên 1.500 kéo dài trong vòng hơn 6 tháng. Để mình muốn nhấn mạnh với các bạn một cái điểm rất là quan trọng, có lẽ cái tiêu chuẩn số 1 này là tiêu chuẩn quan trọng nhất, để các bạn phải định hình trong đầu một cái điểm rất là quan trọng ở chỗ đó. Các cái rối loạn tăng eosinophil trong các bệnh lý khác thông thường, thứ nhất là nó tăng không kéo dài, nếu như nguyên nhân nó được giải quyết rồi thì thôi. Cái thứ hai nữa đó là ví dụ trong hen chẳng hạn thì nó cũng sẽ tăng, nhưng mà nó tăng trong các cái đợt của nó thôi, và cái mức độ tăng của nó không giống như ở trong này, tức là nó sẽ thường thuộc vào nhóm eosinophilia chứ không phải là hyper eosinophilia, tức là nó thường tăng trong nhóm từ 500 đến 1.500. Và hiếm khi nào rối loạn của HED nếu không đạt được cái tiêu chuẩn 1.500 thì chúng ta biết là chúng ta không có hướng tới HED, tại vì tối thiểu nó phải là thuộc nhóm hyper eosinophilia. Và như vậy các bạn thấy là phải đòi hỏi yếu tố thời gian cộng số lượng. Sau đó như vậy đó mới là tiêu chuẩn để biết được là có cái hyper eosinophilia, chúng ta mới chứng minh được cái hai chữ HE thôi, còn chữ S chúng ta chưa chứng minh được. Cái chữ S các bạn phải chứng minh được là liên quan tới cái bằng chứng mà tổn thương cơ quan đất liên quan tới eosinophil. Cái này là điều chuẩn bắt buộc mà muốn chẩn đoán HED. Đồng thời thì luôn luôn, bởi vì khi nào mà đã chẩn đoán bằng lâm sàng thì các bạn bắt buộc phải loại trừ, tức là các bạn phải exclusion of all other etiology for eosinophilia, mình phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác mà có thể gây tăng eosinophil. Tất nhiên câu này nói mang tính lý thuyết thôi, tại vì thực tế không ai đủ khả năng để loại trừ tất cả cả. Như vậy nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy là có bốn cái đặc điểm cần có để chẩn đoán một cái HED. Thứ nhất đó là cái tính kéo dài của nó, chronic. Thứ hai là nó phải là hyper eosinophilia. Thứ ba nó phải có cái clinical manifestation. And cuối cùng là cái
thì nó không có một cái nguyên nhân khác có thể xác định ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp cận theo cái phân loại của Hu. Như vậy mình đã nói là mình sẽ phải học hai cái bảng phân loại khác nhau, một phân loại của Hu và một phân loại của ICOG-EO. Thì phân loại của Hu đây là cái bảng phân loại về các cái khối bệnh, các cái khối tân sinh ác tính dòng tùy của Hu, mà hôm trước tiến sĩ Luân đã có cái bài giới thiệu rất là sâu về về các cái rối loạn đó. Thì mình muốn mời một bạn xem thử là các bạn có nhận ra được hết mà chúng ta nói ngày hôm nay nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu trong cái mớ bong bong này hay không ha? Nó nằm ở đâu? Ok, who can guess? Thành Minh Khánh, can you hear me? Dạ dạ em nghe anh. Ok, can you guess where the position of hypoeosinophilic syndrome in this table? Dạ em nghĩ là nó nằm trong cái số 2 ạ, hội chứng tăng sản. Dạ. Số 2. Nhưng mà cái thấy cái số 6 em cảm giác thấy cái số 6 nó cũng giống anh. Ok, that's good. Yeah. Rất là cảm ơn bạn Khánh. Bạn Khánh đã nói rất là đúng. Có nghĩa là trong cái bảng phân loại này chúng ta có hai cái vị trí mà nó có mang cái bài của chúng ta ở trong này. Một đó là bảng phân loại ở ô số 2 và hai là cái bảng phân loại ở ô số 6. Trong cái ô số 2 ấy, chúng ta thấy cái mục, chúng ta có một cái mục rất là quan trọng, đó là cái mục chronic eosinophilic leukemia not otherwise specific. Tức là cái bạch cầu mạc dòng eosinophil không đặc hiệu. Và cái nhóm thứ 6 đó là cái nhóm thứ 6 là một cái nhóm được thiết kế riêng luôn các bạn, rất là ấn tượng. Tức là riêng cái bảng số 6 á, là cái nhóm được thiết kế riêng cho cái nhóm của hypereosinophilia luôn. Cho nên là người ta nói là các cái khối tân sinh dòng tùy hoặc dòng lympho. Bởi vì đối với cái nhóm số 6 thì người ta đã tìm được bằng chứng ở cấp độ phân tử rồi, cho nên là các bạn không cần quan tâm tới bản chất của dòng tế bào là cái rối loạn này là rối loạn của dòng tùy hay dòng lympho nữa rồi. Mà chỉ cần các bạn xác nhận là có hiện tượng tăng eosinophil, tăng eosinophil mà các bạn tìm được bằng chứng tái sắp xếp ở các cái gen sau, chúng ta đã tìm được bốn cái gen liên quan mà nó chỉ cần xác định được đó là các bạn xác định chắc chắn được là cái bằng chứng của cái rối loạn tân sinh của dòng eosinophil, gồm có cái PDGF, thì chúng ta có PDGFA là alpha, PDGFB là beta, FGFR1 và cái PCM1 tractor. Cho nên là các bạn chỉ cần tìm cái đột biến ở trong cái bốn cái nhóm này, một anh chàng ở nhiễm thể số 4, một anh chàng ở nhiễm thể số 5, một anh chàng ở số 8 và một anh chàng ở số 9, thì các bạn sẽ thấy ở phần sau thì các bạn thấy là nó sẽ nằm nguyên một nhóm luôn. Và như vậy là nó để các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái eosinophil, người ta đi nghiên cứu rất là kỹ. Còn đối với cái nhóm mà các bạn thấy là các bạn tìm được bằng chứng của bệnh lý ác tính, tức là các bạn tìm thấy bằng chứng của tăng sinh tùy như trong các bệnh lý của như CML chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là CML, mà ví dụ như các bạn thấy tìm thấy CML, tức là cái bạch cầu mạc dòng tùy, các bạn thấy tìm đủ bằng chứng hết nhưng mà cái bằng chứng phân tử các bạn không có, thì các bạn không thể kết luận được một cách chắc chắn về cái rối loạn đó, thì các bạn sẽ xếp vào cái nhóm là cái CEL, có nghĩa là cái chronic eosinophilic leukemia nhưng mà not otherwise specific, có nghĩa là nó không có đặc hiệu ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái cách tiếp cận của nó ha. Như vậy đây là mình sẽ đi chi tiết về cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà WHO đề ra trong cái chẩn đoán mà liên quan tới cái nhóm số 6 đó, tức là eosinophilia mà có bằng chứng tái sắp xếp của một trong bốn cái gen liên quan này ha. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh với các bạn một cái điểm, đó là ở đây có hai cái chữ là rearrangement, và các bạn thấy không, rearrangement of PDGFA, PDGFB of FGFR1, nhưng mà một cái thì người ta lại ghi là PCM1 tractor. Không biết tiến sĩ Luân có thể giúp đỡ các em hiểu hơn trong cái chuyện này không tiến sĩ Luân nhỉ? Tại sao một bên thì người ta lại ghi là cái tái sắp xếp của ba cái gen này, còn ở một bên thì người ta lại ghi ở dưới dạng khác, không phải là một cái rearrangement? Because rearrangement of PD GFA alpha, PD GFA beta or FGF1 is mean they want to focus on this gene and this have a many partner and they don't care about their partner. But in the PCM1 high, we can have a line to JAK2. It mean they focus on two partner. It means JAK2 and PCM1. It is the fusion gene and both the also fusion gene.
But for the three first genes, they just focus on the target gene PDS, PD, GFR alpha, beta, and FZ1R1. Do you understand? Excellent job. I understand, but I'm not sure a student can understand. Vi ơi. Yeah, hello. Do you understand what Dr. Long said? I heard the English word, but I'm not very clear. He say that he use the word partner. I don't want to hear. Okay. Chắc là em translate một tí nha anh. Okay. Tức là ở đây các bạn cần phải hiểu, nói chung là mình rất là mong cái thế hệ của các bạn là cái thế hệ phải cố gắng để học về phân tử để mà hiểu rõ, bởi vì nếu mình đọc tài liệu mà mình không có hiểu được cái kiến thức ở phân tử á, thì các bạn sẽ không thể hiểu được. Khi các bạn thấy là cái rearrangement of ba cái gen này, thì các bạn sẽ thấy có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm tới cái gen này nó bắt cặp với ai, mà chỉ cần cái gen này nó có sự thay đổi trật tự, nó bắt cặp với những anh chàng khác, giống như trong cái CML như anh Luân ví dụ, như trong cái BCR ABLE vậy. Thì trong BCR ABLE bắt buộc là BCR nó gắn với ABLE thì nó mới tạo ra bệnh, nhưng trong trường hợp này thì chỉ cần nó rearrangement, có nghĩa nó tái sắp xếp lại thôi. Cái gen PDRA này nó tái sắp xếp với ai cũng được, mặc kệ, miễn sao nó có cái tái sắp xếp, nó có cái đứt đi một chỗ rồi nó gắn một cái chỗ khác, thì có nghĩa là nó có tái sắp xếp ở cái gen đó, bất kể cái partner, tức là cái gen cộng sự của nó là ai, thì nó đều gây ra bệnh. Và như vậy chúng ta gọi là cái rearrangement của những cái gen này thôi. Còn đối với trường hợp của cái PCM1 thì người ta thấy là nó giống như là BCR-ABLE vậy. Các bạn cần phải thấy là phải là PCM1 kết hợp với JAK, tức là nó chuyển đoạn giữa hai cái trang này, thì nó mới tạo nên được cái bệnh. Các bạn hiểu vấn đề không? Nó rất là quan trọng á. Tại vì từ đó các bạn phải suy nghĩ ra, khi các bạn hiểu như vậy thì nếu là các bạn là bác sĩ ở trên lâm sàng, các bạn đề nghị cái cận lâm sàng để mà làm phát hiện những anh chàng này, thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ phải đề nghị cái gì thì mới có thể phát hiện ra được. Rearrangement thì nó sẽ sử dụng cái công cụ, chúng ta cũng có thể dùng fit, nhưng mà dùng fit thì chắc chắn fit trong bối cảnh của rearrangement nó sẽ khác với cái fit của mà sử dụng trong cái phát hiện mà cái chuyển đoạn tương khổ. Vi hiểu lại chưa? Dạ hiểu rồi. Ok, nắm kỹ nha. Ok, tại vì các bạn phải ý thức được á. Rồi, như vậy thì rất rõ ràng người ta chia các cái nhóm, rất là cảm ơn anh luôn. Người ta chia các nhóm là PDRA thì có thể sẽ là tiêu chuẩn chẩn đoán nổi tiếng nhất là cái FIP1L1 PDRA. Cái partner chính của PDRA là cái FIP1L1 đó. Nhưng mà thực tế người ta nói là các bạn thấy này, cái tiêu chuẩn đây là các bạn thấy là bệnh nhân có bằng chứng của một cái rối loạn tân sinh, dòng tụy hoặc dòng lympho, thường là thấy tăng eosinophil nổi bật và hiện diện cái fusion gene là cái FIP1L1 PDRA alpha, hoặc là một cái variant fusion gene with rearrangement of PDRA alpha, có nghĩa là không cần thiết, hay gặp nhất là anh chàng này, nhưng không nhất thiết là phải là FIP1L1, mà có thể là anh chàng khác, những cái variant khác. Thì tương tự như vậy đối với trường hợp của PDRA beta thì nó hay gặp nhất là cái partner là ETV6, nhưng mà cũng không nhất thiết phải là ETV6. Tương tự như trường hợp của FGFR1 và trường hợp của cái PCM1-JAK2 thì nó là trường hợp nằm riêng. Rồi, tiêu chuẩn của PCM1-JAK2 thì các bạn thấy là thật ra thì người ta cũng có quy định một số các cái partner khác của anh chàng JAK2. Rồi, còn trường hợp thế nào thì mình sẽ gọi là CEL. Như vậy các bạn sẽ thấy là sau khi các bạn xác định được một trong bốn cái đột biến đặc trưng của cái nhóm tăng eosinophil liên quan tới HEP, thì nếu các bạn không xác định được một trong bốn anh chàng kia thì các bạn sẽ phải chấp nhận rằng nó chỉ, nếu các bạn khẳng định đây là một cái rối loạn tăng sinh rồi mà không thể tìm được bằng chứng ở phân tử, thì các bạn sẽ phải xếp nó vào nhóm CEL NOS, tức là cái chronic eosinophilia leukemia not otherwise specific. Thì lúc này các bạn thấy là chắc chắn để chẩn đoán CEL này thì các bạn cũng sẽ dễ dàng suy đoán ra thôi, đương nhiên phải là tăng eosinophil, và cái ngưỡng tăng ở đây phải là hyper eosinophilia, tức là trên 1.5. Và tất nhiên là nó sẽ không thỏa cái tiêu chuẩn để chẩn đoán MPN, trong bởi vì nó, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là nó thuộc anh chàng CEL này, nó thuộc nhóm của MPN, có nghĩa là rối loạn tăng sinh tủy. Như vậy thì nó phải không thỏa cái tiêu chuẩn của bất cứ một cái rối loạn tăng sinh tủy nào. Và hay gặp nhất các bạn thấy là chúng ta có CML, có PV, có ET, có PMF,
có CNL, có CMML, có atypical CML, thì các bạn phải loại trừ hết á. Tất nhiên rất là khó, các bạn bắt buộc phải là dân huyết học chuyên nghiệp thì các bạn mới có thể đủ khả năng để hiểu được các cái bệnh này cần làm những cái gì thì mới loại trừ hết được á. Rồi sau đó các bạn không phát hiện được các cái bốn cái tổ hợp gen như đã nói. Sau đó thì các bạn thấy bằng chứng và bằng chứng để mà rối loạn tăng sinh ở đây là gì, thì các bạn sẽ thấy là hoặc là các bạn thấy không có, tức là có cái bằng chứng tăng cái blood ở trong máu ngoại biên trên 2% hoặc là trong tủy xương trên 5%, nhưng mà tất nhiên nó không đạt được cái ngưỡng của bạch cầu cấp thì chúng ta sẽ chẩn đoán nó là cái CLNOS. Và có một cái thể khác nữa của HED, đối với HU họ chỉ quan tâm là ác tính với lại là không ác tính thôi. Thì một cái thể khác mà HU phân loại đó là cái thể idiopathic HED, có nghĩa là HED mà gọi chúng ta có thể tạm dịch là cái HED vô căn, thì có nghĩa là các bạn mà không có tìm thấy được bất cứ một cái bằng chứng nào liên quan đến cái HED, các cái tăng eosinophil, các nguyên nhân khác của tăng eosinophil, và cũng không có bằng chứng của tổn thương cơ quan luôn, thì chúng ta sẽ xếp nó vào trong nhóm là idiopathic. Rồi, thì đây là một cái sơ đồ tiếp cận của một cái bệnh nhân mà có hyper eosinophilia. Như vậy cái điều này mình rất nhấn mạnh với các bạn là hyper eosinophilia. Rồi, phải dựa chân cũng phải gọi một bạn để mình chắc chắn là các bạn phân biệt được cái khái niệm mà mình muốn nói. Hậu thì không nói chuyện được rồi. Phương Thanh khó nói chuyện quá. Phương Thanh có nói chuyện được không? Mình không gặp các bạn nhưng mình cũng không biết các bạn lớn nhỏ thế nào, mình không biết. Bạn Ngọc Phụng nói chuyện được không? Bỏ tay luôn. Chị Cầm ơi. Chị phân biệt được cái eosinophilia và cái hyper eosinophilia chưa? Ok, như vậy chị có thể nhắc lại hyper eosinophilia là gì không? Đúng rồi, trên 1.500. Như vậy là, cảm ơn chị. Như vậy chúng ta phải nhớ là khi nào chúng ta phải tiếp cận cái tăng eosinophil một cách rất là nghiêm túc, đó là khi cái eosinophilia nó tăng trên 1.500. Cho nên chúng ta sẽ thấy khi chúng ta chứng minh cái hyper eosinophilia thì các bạn sẽ phải làm bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ sàng lọc các nguyên nhân thứ phát của cái hyper eosinophilia. Và các bạn thấy là nếu mà các bạn tìm ra được các nguyên nhân thứ phát trong 7 nhóm nguyên nhân đó, các bạn cố gắng mà tìm kiếm thôi á, thì nếu các bạn tìm ra được bằng chứng của nó thì có thể xử trí theo cái bệnh nền của nó. Nhưng nếu nó vẫn cứ tăng dai dẳng ở trên 6 tháng thì các bạn bắt buộc phải đi qua bước thứ hai, chứ không được phép là cứ nghĩ chắc là nó nhiễm dung nhiễm sáng gì đó nha, không có được. Khi đã trên 6 tháng rồi, đạt ngưỡng của hyper eosinophilia rồi, thì bắt buộc các bạn phải đi làm xét nghiệm chuyên sâu hơn. Mà cụ thể đó là các bạn sẽ làm 4 cái tổ hợp gen. Thì các bạn có thể thấy ở đây cái bạn này mình đã đưa ra cái cách thức để làm luôn. Đối với cái PDGFR thì hay gặp nhất chúng ta là cái FIP1 L1 PDGFR, thì các bạn có thể làm FIT hoặc làm RT-PCR, tức là cái PCR mà phiên bản ngược. Thì sắp tới anh Luân cũng sẽ dự kiến sẽ mở một cái khóa về các cái kỹ thuật sinh học phân tử để cho các bạn sinh viên nắm được, nhưng mà không biết cái khi nào triển khai được tại vì còn nhiều cái vấn đề lấn cấn. Thì các bạn sẽ hiểu được cái cách thức là khi nào mình cần ra chỉ định gì á, tại vì bắt buộc bây giờ một cái điểm bây giờ mình muốn nói với các bạn là bây giờ đối với các cái không phải bệnh viện nào họ cũng đủ khả năng để làm các cái xét nghiệm chuyên biệt như thế này, và hầu hết các bạn sẽ phải gửi mẫu đi ở chỗ khác để các bạn làm. Cho nên cái cách duy nhất để các bạn có thể tiếp cận được cái y học ở cái tầm tốt hơn đó là các bạn phải nắm được là các bạn chỉ định cái gì, để các bạn chỉ cần phát hiện được cái chỗ nào làm cái đó các bạn gửi đến thôi. Chứ trong bệnh viện thì đôi khi cũng khó mà tìm kiếm ra được. Và tất cả các cái tổ hợp gen này hiện tại thì bên phía bệnh viện Trường Máu Huyết Học hoặc là một số đơn vị ở đây cả tư nhân nữa thì cũng có thể làm được hết. Thì các bạn sẽ phân tích PDGFR hoặc là phân tích các cái chuyển vị liên quan đến như nhận xét số 4Q12, 4Q12, đó là cái tái sắp xếp của PDGFR alpha, tái sắp xếp ở vị trí của 5Q31 đến Q33 là của PDGFR beta, tái sắp xếp của 8P11 đến 8P12 là của vị trí tái sắp xếp của FGFR1, và
bức cái trường vị liên quan tới 9P24 là của Jacto. Thì sau khi các bạn xác nhận một trong bốn cái bức thường này nếu có nó dương tính thì các bạn kết luận luôn nó sẽ thuộc vào cái ô số 6 trong cái bảng phân loại của WHO, đó là các cái rối loạn tân sinh dòng tụy hoặc dòng lympho với tăng eosinophil và có hiện diện tái sắp xếp. Cái tên của cái nhóm này rất là dài á, cho nên nếu chẩn đoán anh chàng này là các bạn phải chẩn đoán như vậy đấy. Cho nên sau này á, mình chỉ mong các bạn là các bạn chẩn đoán các bạn phải tuân thủ ICD, nhưng không phải là ICD ở phần chung mà phải là ICD ở cái phần chi tiết. Các bạn phải cố gắng đi tới cái chi tiết sau cùng của cái mã ICD á. À, thì khi đó các bạn mới hy vọng là các bạn đã target nó một cách tốt nhất, tối ưu nhất để các bạn đưa ra cái điều trị tốt nhất. Tại vì á, trong bốn cái rối loạn này thì cái tái sắp xếp liên quan đến cái PDGFR alpha hoặc beta thì các bạn có thể điều trị với imatinib. Tái sắp xếp liên quan tới JAK thì các bạn có thể sử dụng thuốc ức chế JAK là ruxolitinib. Đối với trường hợp của FGFR thì hiện tại người ta cũng có thể điều trị kinh nghiệm bằng thuốc FGFR inhibitor. Tất cả các nhóm này đều đã có thuốc điều trị đặc hiệu và hiệu quả điều trị rất ngoạn mục. Thì tổng kết vừa rồi ở bệnh viện cũng được mười mấy ca đó và cho thấy là hiệu quả điều trị với imatinib cũng rất rất ấn tượng. Nhưng mà nếu nhóm này mà các bạn không phát hiện ra thì hậu quả rất thê thảm, vì chắc chắn bệnh nhân sẽ rơi vào các bối cảnh suy cơ quan và tử vong. Nếu như mà không phát hiện được các cái bằng chứng về tổ hợp gen đó thì các bạn sẽ phải đi tới một cái bước quan trọng thứ hai, đó là cũng là một cái rối loạn liên quan tới HET, nhưng mà nó không phải là HET nguyên phát, tức là không phải HET do bản thân bất thường của chính eosinophil, mà là bản thân cái HET là do cái bất thường của các cái tín hiệu kích thích tăng sinh của eosinophil, mà cụ thể ở đây đó là anh chàng lympho T. Thì các bạn biết cụ thể ở đây là lympho TH2 luôn. Thì các bạn biết rồi, một cái tín hiệu mà mình đã nhắc ở đầu bài rất quan trọng liên quan tới sự tăng sinh của eosinophil đó là interleukin 5. Thì có một cái kiểu hình bất thường của lympho T mà nó làm cho tăng sản xuất interleukin 5 này, và hệ quả là eosinophil nó tăng liên tục và nó gây ra cái HET. Thì lúc này thay vì khảo sát cái eosinophil thì người ta sẽ khảo sát cái lympho T. Và người ta dùng, các bạn sẽ dùng flow hoặc là dùng các cái kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu cái tái sắp xếp của TCA, hoặc là dùng cái flow để đánh giá cái mặt cơ trên bề mặt của tế bào T. Thì các bạn sẽ phát hiện ra được cái nhóm này, gọi là cái nhóm liên quan tới, có một cái tên gọi là lymphocyte variant hypereosinophilia, còn là nhóm tăng eosinophil liên quan đến bất thường của lymphocyte. Thì đối với cái nhóm này á, là một cái nhóm riêng biệt mà các bạn có thể điều trị nó bằng corticoid đáp ứng được. Còn nếu các bạn không phát hiện được bất thường của anh chàng lympho T thì các bạn phải tìm kiếm cái bằng chứng của liên quan tới các cái rối loạn tân sinh của dòng tụy mà không phải là nhóm mà có đột biến đặc hiệu đó. Thì nếu các bạn thấy có bằng chứng là bệnh lý ác tính của tủy xương, bệnh lý tăng sinh ác tính của tủy xương mà không có đột biến thì như mình đã nói, các bạn sẽ xếp nó vào nhóm CLL-NOS và nhóm này sẽ điều trị như một cái MPN thông thường, tức là sử dụng cái thuốc hạ bệnh cầu hydroxyurea hoặc là phối kết hợp với interferon alpha. Cái second line mình cũng có đề cập cho các bạn có thể theo dõi thêm. Còn nếu như mà cũng không thấy bằng chứng, tức là các bạn sẽ phải loại trừ bốn nhóm, một nhóm là nhóm phản ứng, một nhóm là nhóm liên quan tới đột biến đặc hiệu, một nhóm liên quan tới bệnh lý tân sinh nhưng không có đột biến, một nhóm liên quan tới dòng anh chàng lympho. Nếu không phải bốn nhóm này thì các bạn sẽ xếp nó vào nhóm idiopathic hypereosinophilia, tức là tăng eosinophilia vô căn thôi. Nhưng nếu như mà nó có cái bằng chứng của cái phá hủy cơ quan hiện diện, tức có tổn thương cơ quan, thì các bạn sẽ phải gọi nó là HET, bởi vì HET là phải có tổn thương cơ quan. Thì lúc đó chúng ta sẽ nói là idiopathic HET, tức là cái idiopathic hypereosinophilic syndrome. Thì nhìn chung các bạn sẽ thấy là tất cả bốn nhóm này thì điều trị đầu tay của chúng ta đều là corticoid. Corticoid, và như cái mô tả ở trong ban đầu mình đã nói, corticoid là một cái thành phần quan trọng trong cái chuyện đẩy cái eosinophil đến cái chỗ chết. Bên cạnh cái đẩy vào chỗ chết thì nó cũng giúp ổn định màng để làm tránh phóng xuất tiếp các cái hạt bất thường ra bên ngoài. Rồi, và đây là bây giờ chúng ta đi qua cái phần nhóm thứ hai là phần nhóm của EOCO. Cái nhóm này thì nó chuyên sâu hơn về eosinophil, nó nghiên cứu tất cả các rối loạn của eosinophil luôn. Và cho tới hiện nay thì thật sự ra thì cái rối loạn eosinophil là một cái rối loạn cực kỳ phức tạp, và tìm hiểu về nó thì nó rất là rối rắm, nhưng nó rất là hay, mình cũng đang học thôi chứ hiểu biết về nó thì cũng rất là sơ sài.
nhóm này cũng tương đối giống với WHO, chỉ có một vài điểm khác biệt trong cái cách đặt tên thôi. Thì người ta chia làm tăng eosinophil trong máu thì các bạn biết rồi, tức người ta eosinophilia là trên 0.5, rồi hypereosinophilia là trên 1.5, và ở trong hai lần kiểm tra liên tục là trong khoảng thời gian trên 1 tháng. Kèm với để mà chẩn đoán cái hypereosinophilia này, người ta có tiêu chuẩn nha các bạn. Tức để chẩn đoán hypereosinophilia đối với nhóm là cái EO á, thì người ta yêu cầu là ngoài chuyện tăng eosinophil trên 1.5 thì các bạn phải có cái bằng chứng đó là lắng động cái eosinophil ở tổ chức. Thế thì lắng động eosinophil ở mô này được thể hiện bằng những cái dấu hiệu nào? Các bạn có thể dùng một trong ba cái dấu hiệu sau. Một là các bạn thấy eosinophil nó tăng lên ở trong tủy xương vượt quá 20% tất cả các tế bào có nhân, thì giống như chẩn đoán bệnh cơ cấp bình thường vậy, nhưng mà đây là eosinophil. Hoặc là các bạn thấy eosinophil tăng lên trong tủy xương thì đó là một cái cách để nhận diện là có sự thâm nhiễm eosinophil vào trong tổ chức. Hoặc là các cái nhà bệnh học người ta xác nhận được, có ý kiến của các nhà bệnh học xác nhận là có thâm nhiễm eosinophil ở trong mô. Ở đây các bạn sẽ thấy là người ta đánh giá rất cao vai trò của một cái pathologist, tức là chỉ cần cái ý kiến của nhà pathologist mà xác nhận là có thâm nhiễm eosinophil trong mô thì mình chấp nhận. Và cái thứ ba là các bạn thấy, nếu không thấy được cái eosinophil ở trong mô thì các bạn tìm các cái protein, gọi là cái granule protein mà mình đã nói với các bạn từ đầu đó. Chỉ cần thấy bằng chứng protein này thì cũng có như là đại diện cho eosinophil rồi. À. Đấy. Còn để chẩn đoán HET thì không phải là chuyện thâm nhiễm không thôi, mà phải là có tổn thương rồi. Cho nên để chẩn đoán HET tức là có syndrome này, thì các bạn sẽ phải có tiêu chuẩn của cái hypereosinophil ở trong máu là phải đầy đủ cái đạn. Sau đó các bạn tìm kiếm được cái bằng chứng phá hủy cơ quan, tổn thương suy chức năng cơ quan liên quan tới HET. À, thì sau khi mà kèm với đó là các bạn loại trừ những cái tình trạng khác mà nó có thể gây nên cái tình trạng phá hủy cơ quan đó, thì khi nào cái câu này là câu dự phòng cho nó đảm bảo cái tiêu chuẩn nó đúng thôi. Thì các bạn phải phân biệt được giữa cái hypereosinophilia và cái HET là chính, người ta muốn nhấn mạnh như vậy thôi. Đó. Ngoài ra nếu như mà cái HET mà nó chỉ ảnh hưởng lên một cơ quan duy nhất thôi, một cơ quan duy nhất thôi chứ không phải là đa cơ quan, thì cái đó người ta xếp một nhóm riêng gọi là bệnh lý đơn cơ quan mà liên quan tới eosinophil. Rồi, như vậy là đây là cái tiêu chuẩn của ECOG-EO, thì các bạn thấy cũng không khác gì lắm. Tuy nhiên người ta mô tả chi tiết hơn về cái HET, chứ không phải chỉ tập trung chẩn đoán cái nhóm nguyên nhân mà tăng sinh ác tính như là trong cái phân loại của WHO. Rồi, thế thì ở đây chúng ta có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là cái tissue hypereosinophilia. Thì để mà chẩn đoán cái hypereosinophilia thì như trong cái ECOG-EO thì mình đã nói là phải có cái bằng chứng của cái tissue hypereosinophilia. Và hoặc ha. Tức là ở đây mình muốn nhấn mạnh các bạn ấy, tại vì sẽ có một cái tình huống vi sáu trong cái tiêu chuẩn ECOG-EO, người ta nói cái này. Sẽ có những tình huống eosinophil nó tăng ở trong máu không nói làm gì. Nhưng sẽ có những tình huống mà eosinophil trong máu nó không tăng. Và khi đó không phải là mình không chẩn đoán được, mà nếu các bạn có bằng chứng của tissue hypereosinophilia thì các bạn cũng có thể thay thế cho cái tiêu chuẩn eosinophil lớn hơn 1.5 ở trong máu. Ha. Nhắc lại chỗ này một tí cả nhầm lẫn. Cái tissue hypereosinophilia này á, thì có thể được chứng minh bằng một trong ba tiêu chuẩn như đã nói: eosinophil trên 20% tủy, lắng động lan tỏa bằng mô học á, của eosinophil, và hoặc là xác nhận cái sự hiện diện của các cái hạt đặc hiệu cho cái eosinophil ở trong mô. Rồi, còn như thế nào là phá hủy cơ quan liên quan tới HE? Tại vì nếu như có bằng chứng của phá hủy cơ quan liên quan tới HE thì lúc đó nó sẽ được gọi là HET, tức là cái hypereosinophilic syndrome. Thì cụ thể là phá hủy như thế nào? Nó có thể là nó có bằng chứng suy cơ quan, nhưng mà các bạn chứng minh được rằng cái cơ quan bị suy đó là nó tăng đáng kể cái tissue eosinophil, hoặc là nó không tăng eosinophil thì nó lắng động lan tỏa các cái protein mà xuất phát từ eosinophil ha. Kèm theo một trong những cái tiêu chuẩn sau ha. Tại vì là các bạn biết eosinophil khi mà nó phóng thích các hạt bất thường đã thì nó sẽ kích thích màu tiểu cầu, kích thích tế bào nội mạc, kích thích fibroblast, cho nên nó sẽ đưa đến nhiều cái hiện tượng quan trọng. Trong đó nổi bật nhất có các hiện tượng sau. Thứ nhất đó là hiện tượng sơ hóa, fibrosis. Nên các bạn thấy là hiện tượng sơ hóa này thì nó có thể gặp là gây sơ phổi, gây sơ hóa ở tim, ở đường tiêu hóa, ở da hoặc là các cái cơ quan khác. Cho nên nếu có bằng chứng sơ hóa thì cũng là một cái bằng chứng liên quan đến gợi ý nếu eosinophil tăng ở trong máu mà có bằng chứng sơ hóa ở tổ chức gây suy cơ quan.
thì cũng là một bằng chứng có lẽ nghi ngờ tổn thương này đến từ cái bất thường của eosinophil. Cái bất thường thứ hai đó là liên quan tới huyết khối, hoặc là huyết khối này là có thể huyết khối hoặc là cái embolin thôi, nghĩa là cái thuyên tắc lâm bạch thôi, do nó kích hoạt trực tiếp cái tế bào nội mô từ cái trạng thái chống đông sang trạng thái tiền đông và nó hoặc qua tiểu cầu. Cái nhóm thứ ba đó là liên quan tới các cái cutaneous erythema, tức là liên quan tới da, có thể là nó gây phù mặt hoặc là nó có thể gây loét da hoặc là gây chàm, gây kích ứng ở da, thì nó cũng là một dấu hiệu của cái lắng đọng eosinophil ở da, hoặc là tổn thương thần kinh bất thường của các cái dấu hiệu thần kinh cả trong ương lẫn cả ngoài biên trong cái bối cảnh tăng eosinophil thì cũng là một cái dấu hiệu để nghi ngờ là tổn thương cơ quan liên quan tới eosinophil. Thì cái bệnh sinh mà liên quan tới eosinophil nó đến từ hai cái lý do chính. Hậu quả của cái hai lý do này đều đến một chuyện, đó là nó làm cho cái eosinophil nó tăng sinh về mặt số lượng cũng như là chức năng. Một là nó do khiếm khuyết nội tại của cái con đường các cái tế bào tiền thân mà sinh ra eosinophil, tức là đột biến liên quan tới các cái gen như đã nói, VEGF hoặc là FGFR, hoặc là do hậu quả của các cái tác nhân khác mà nó kích thích làm tăng sản xuất, ví dụ như là bất thường của lympho T, nó gây ra tăng sản xuất interleukin 3 hoặc interleukin 5, nó sẽ gây ra tăng cái eosinophil. Rồi, hậu quả như mình đã nói, tăng số lượng, tích lũy kéo dài và tăng hoạt hóa. Thì ba cái hiện tượng mà eosinophil có thể gây ra, đó là nó sẽ làm tái cái cấu trúc của cái mô đó và phá hủy mô đó, rồi nó hoạt hóa tiểu cầu cũng như tế bào nội mạch, rồi sau đó là nó sẽ làm thay đổi cái sự sản xuất cũng như là biểu hiện của các cái cơ chất liên quan tới tiền đông cũng như là chống tiêu sợi huyết. Và hậu quả của các hiện tượng này đó là làm cho sơ hóa tổ chức và huyết khối. Cho nên sơ hóa và huyết khối là hai hiện tượng nổi bật nhất trong cái hội chứng của HET. Tỷ lệ thì thôi không bàn. Rồi, và các bạn có thể quan sát cái độ tuổi chẩn đoán thì nó có thể rải rác từ tất cả các nhóm tuổi, nhưng mà tập trung cao nhất đó là độ tuổi chẩn đoán trung bình khoảng 52,5 tuổi. Rồi. Rồi, thì bây giờ đây là một cái phân loại tiếp cận để mà chẩn đoán HET của một cái tổ chức khác nhưng mà nhìn chung thì nó cũng tương tự. Cách phân loại hơi khá một tí, cộng theo cái ICOP EO nhưng mà nó hơi khá một tí. Tuy nhiên có thể dựa vào đấy để mà đi tìm hiểu từng cái nhóm bệnh cụ thể hơn. Ở đây thì nhắc lại thôi nhưng mình không nói nhiều nữa. Thì các bạn thấy người ta ở đây thì người ta sẽ chia làm 6 nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm liên quan tới rối loạn tăng sinh. Thì mình đã nói là nhóm rối loạn tăng sinh sẽ có hai nhóm. Một là rối loạn tăng sinh mà có đột biến đặc hiệu, và nhóm rối loạn tăng sinh mà không có đột biến đặc hiệu. Thì mình hay nhóm là CEL, EOS là vậy ha. Nó NOS là vậy, nó tăng sinh và không có đột biến đặc hiệu. Nhóm thứ hai là liên quan tới bất thường của tế bào T, như mình đã nói á, bất thường tế bào T. Nhóm thứ ba là nhóm trùng lắp, cái overlap có nghĩa là cái tổn thương eosinophil mà nó chỉ gặp nếu gây phá hủy ở một cơ quan thôi, phải một cơ quan thôi. Rồi cái nhóm underfine là cái nhóm này thì cái lâm sàng nó tương đối là lành tính và nó không gây diễn tiến suy cơ quan nghiêm trọng nhưng mà nó diễn ra từng đợt ha. Rồi cái nhóm associated có nghĩa là tăng eosinophil đi kèm với các cái bệnh lý khác mà đã được chẩn đoán, ví dụ như là IBD nhá, của chứng ruột kích thích á. Hoặc là nhóm familial có nghĩa là nhóm di truyền ha. Rồi, chúng ta có thể liệt kê qua một số nhóm như vậy. Đối với nhóm tăng sinh không nói được. Cái nhóm tăng sinh mà có đột biến, tức là các bạn làm được các cái đột biến rồi. Cơ chế vì sao các đột biến này có thể gây ra được cái tăng sinh và hoạt hóa cái eosinophil thì mình cũng đã nói chứ mình không có đề cập sâu tại vì cái này nó sâu về mặt chuyên ngành quá rồi nhé. Có thể liệt kê trên slide các bạn quan sát ha. Không nói nữa. Rồi. Về mặt lâm sàng của nhóm này có gì đặc biệt thì thường đó là lý do vì sao mình nói là đối với khám về huyết học thì không bao giờ các bạn được bỏ qua cái gan lát hạch là vậy. Rối loạn tăng sinh thì thường nó sẽ có cái gan lớn lát lớn. Về mặt xét nghiệm thì các bạn có thể thấy được là cái sự hiện diện của các tế bào tiền thân nó ra trong máu, hoặc là các bạn làm xét nghiệm huyết thanh thì các bạn có thể thấy được cái B12 tryptan nó tăng hả? Có thể có thiếu máu, giảm tiểu cầu hả? Các dấu hiệu khác thì các bạn có thể nghi ngờ ở trong cái cấu trúc máu của một cái bệnh lý ác tính của trong tùy thôi.
Rồi nhóm lympho thì mình đã nói rồi, hậu quả của cái phóng tự integrin 3 hoặc 5. Lúc này thì các bạn sẽ phải làm flow để khảo sát. Nhóm T bất thường này thì thường nó sẽ có kiểu hình là CD3 âm, CD4 dương, hoặc là CD3 dương, CD4 âm, CD8 âm. Hoặc là các bạn nghiên cứu tái sắp xếp của T cell receptor. Đối với nhóm này thì EGFR nó sẽ tăng, hoặc là các bạn định lượng cái CCL17 nó sẽ tăng. 3% trong số nhóm này nó sẽ tiến triển thành T cell lymphoma. Rồi nhóm overlap là nhóm mà tổn thương tại một cái cơ quan đặc hiệu thôi. Thì ví dụ như các bạn thấy là mình sẽ có chẩn đoán là eosinophilic pneumonia, eosinophilic intrinsic asthma, tức là hen nội sinh do liên quan tới eosinophil, liên quan tới eosinophil, hoặc là nó liên quan tới các cái cơ quan đặc hiệu khác tại một chỗ thôi. Rồi nhóm underfine này, cái nhóm này vui này các bạn. Thật ra thì mình đã được có ít nhất là hai bạn đã nhắn cho mình về cái chuyện cái thể này liên quan một cái hội chứng chúng ta gọi là hội chứng Glick, tức là các cái đợt phù mạch từng đợt thôi. Nó được mô tả lần đầu năm 1984 và các bạn rất là để ý tới cái thể này, tại vì bệnh nhân thuộc cái nhóm này họ rất là mệt mỏi. Lần đầu tiên người ta mô tả bốn cái bệnh nhân, trong đó có ba nam và một nữ với các cái đặc điểm như sau. Đó là những cái bệnh nhân này có những cái đợt phù mạch giống như là bệnh nhân bị dị ứng với cái thứ gì đó, phù mạch rồi nó ngứa, 10-20% thì nó tăng trọng luôn vì nó giữ nước lại, rồi có sốt, rồi tăng eosinophil, tăng IgM, thậm chí là cũng tăng bạch cầu, có trường hợp cao nhất là tăng đến 108.000 luôn với 88% là eosinophil. Và cả bốn bệnh nhân này thì sau đó sau một cái khoảng thời gian theo dõi thì không có phát triển thành suy cơ quan mà nó cứ diễn tiến từng đợt như vậy thôi. Đặc điểm là từng đợt phù mạch rồi ngứa rồi tăng cân rồi sốt, rồi tăng IgM, tăng bạch cầu và thiểu điều. Đấy thì cái nhóm này có đặc thù là nó hiện ra trong phạm vi khoảng vài tuần cho đến vài tháng và thường nó tự lui hoàn toàn, tiên lượng tốt bởi vì nó không có cái suy cơ quan. Cho nên một số bệnh nhân thì họ có một cái thang phiền là sau khi tiếp xúc với lạnh hoặc là khi họ tắm thì họ bị cái tắm xong cái là bắt đầu họ bị nội mẩn ngứa rất khó chịu, thì nó có thể liên quan đến cái nhóm này, là cái nhóm mà underfine của cái head. Và nhóm familial là nhóm liên quan tới di truyền thì nhóm này rất là hiếm gặp, thì cũng không có đề cập nhiều. Rồi biểu hiện lâm sàng của nhóm này thì mình đã nói với các bạn là ba cái vị trí hay gặp nhất, đó là vị trí tổn thương tại da, tại phổi và tại đường tiêu hóa. Các bạn có thể quan sát thêm các cái mô tả gồm như từng suất gặp các cái bệnh này. Rồi mình sẽ mô tả một số các cái nhóm bệnh cơ quan chính. Ví dụ như tại tim thì nó sẽ có ba cái giai đoạn chính, một cái giai đoạn cấp với cái biểu hiện chính là hoại tử. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gây ra biến chứng làm cho suy tim, và giai đoạn cuối là cái giai đoạn mà nó gây ra các cái huyết khối và sơ hóa ở tim. Đấy, thì biểu hiện ở giai đoạn cấp thì các bạn có thể quan sát nó khởi bệnh trong phạm vi khoảng vài tuần đầu của bệnh, gây phá hủy nội mạc cơ tim, rồi sau đó là nó thâm nhiễm cơ tim bởi eosinophil và lymphocyte, rồi sau đó nó hoại tử cơ tim, đồng thời nó khử hạt và hình thành nên các cái micro áp xe. Nhưng mà lúc này các bạn khảo sát tim bằng hình thái thì các bạn không phát hiện được bất thường tại vì nó tổn thương nội mạc thôi. Ở giai đoạn sau lúc này thì các bạn khảo sát cái troponin có thể thấy tăng, sau đó tới giai đoạn thứ hai nó tạo nên huyết khối ở trong cái nội mạc của thấp, sau đó nó sẽ tạo sẹo rồi đưa đến là hở van hai lá, hai van ba lá, rồi sau đó nó sơ hóa đưa đến cái bệnh lý cơ tim hạn chế. Đây là hình ảnh của cái dọc của bệnh, một cái bệnh nhân bị cái rối loạn tổn thương tim ở giai đoạn cuối do cái head. Thì lúc này bệnh nhân ở giai đoạn sau thì các bạn sẽ thấy hai hiện tượng nổi bật, đó là một hội chứng của suy tim nó rất là điển hình, và cái thứ hai nữa tim lớn, và cái điều quan trọng đó là bằng chứng của huyết khối, nó có hình ảnh huyết khối và sơ hóa ở tim. Bởi vì liên quan tới sơ hóa và huyết khối thì mà thấy eosinophil là các bạn phải rất nghi ngờ. Rồi biến chứng thần kinh của nó thì do nó có khả năng gây ra cái, nó có ba cái loại, nó có ba tuyếp khác nhau á. Nhưng nhìn chung thì triệu chứng của nó có thể là tổn thương cả thần kinh trung ương lẫn cả thần kinh ngoại biên á, cho đến cái đột quỵ do cái biến chứng của huyết khối.
mình không nói như các bạn có thể xem ở trong cái slide mình đã mô tả cụ thể trong từng nhóm thì nó có những dấu hiệu nào hả mà người ta đã ghi nhận hả? Rồi bị hiện tại da thì như là nói phù mạch và ngứa là hai cái triệu chứng chính hả? Ngoài ra nó có các cái khối, các cái nốt ở trên da hả? Các cái nốt trên da rồi các cái vi huyết khối. Ờ, mình có thể cho các bạn xem đây là hình ảnh của một đứa trẻ 2 tuổi, một bé gái 2 tuổi hả? Và nó có bị phù mạch đáng kể trong cái đợt mà nó bị nó vào cái đợt hét nó tấn công hả? Lúc bình thường thì mặt nó dậy, lúc nó vào thì nó bị như vậy hả? Gọi là phù mạch hả? Nó sẽ ra từng đợt vậy thôi. À, để bị hiện da các bạn muốn chứng minh thì các bạn phải sinh thiết thôi nhé. Thì người ta sẽ tìm được cái bằng chứng lắng đọng của eosinophil ở quanh các cái mạch máu. Hoặc là các bạn thấy được hình ảnh của các cái papulocyte, có nghĩa là các cái khối kích thước nó lớn hơn hả? Hoặc là các cái vết loét. Đấy, như cái kiểu này, nó giống như dân mai vậy. À, đây là một cái lymphomatoid papulocyte. Tại đường hô hấp thì nó có thể gây ra những tình trạng là ho mãn tính, rồi hen, rồi các cái triệu chứng do suy tim xung huyết hoặc là thuyên tắc phổi, hoặc là thâm nhiễm eosinophil ở phổi, gây sơ hóa phổi và sơ hóa tim. Tại đường tiêu hóa thì nó gây ra cái bệnh lý đặc trưng tại đường tiêu hóa thì chúng ta gọi là cái eosinophilic gastritis, viêm dạ dày do eosinophil, hoặc là viêm ruột. Nó còn gây ra tổn thương gan do eosinophil nữa. Đặc biệt là cái hội chứng Bucherri nó có liên quan rất là rõ với cái thằng này. Tại vì hội chứng Bucherri là hội chứng tắc tĩnh mạch trên gan thì cũng một phần do cái anh chàng này nó hòa khóa cái nội mạc ở trong cái tĩnh mạch gan, nó có khả năng gây thuyên tắc. À, xét nghiệm thì thường các bạn sẽ thấy IgM nó sẽ tăng ấy, đối với cái thể mà liên quan tới lympho, lối loạn tăng sinh lympho. Đây là các cái xét nghiệm mà các bạn có thể cần hỗ trợ trong cái chẩn đoán. Rồi, về chẩn đoán tổng thể thì các bạn cần phải chẩn đoán, vừa chẩn đoán nguyên nhân lành tính hay ác tính, và chẩn đoán cái biến chứng siêu cơ quan có hay không. Rồi, về mặt điều trị thì các bạn sẽ chia ra đối với cái bệnh nhân tăng eosinophil thôi, tức là chỉ có eosinophilia mà không có cái tìm thấy bất cứ một cái tổn thương cơ quan nào. Nhưng nhớ nha, chỉ là eosinophilia thôi, có nghĩa là tăng mà không đáng kể á, thì lúc này các bạn chỉ cần theo dõi. Nhưng đối với cái bệnh nhân mà đã là tăng mà có cái hoặc có đột biến, có tổn thương cơ quan hoặc là tăng mà ở mức độ hyper eosinophilia thì các bạn rất nên điều trị. Bởi vì một cái bệnh nhân mà các bạn thấy công thức máu mà tăng eosinophil quá cao thì nguy cơ rất là cao, bởi vì cái khả năng tẩm nhuận của eosinophil nó rất là lớn. Nên các bạn cần điều trị thử với prednisone, liều khuyến cáo thì thường là 1mg trên ký trên ngày như là điều trị ITP. Còn đối với cái nhóm bệnh nhân mà HET mà có cái đột biến chứng minh bằng cái đột biến PDFA A hoặc là B thì các bạn có thể khởi động điều trị imatinib là một cái thuốc ức chế tyrosine kinase trong điều trị CML. Nó đã bằng rất là ngoạn mục. Rồi, nếu mà bệnh nhân có tổn thương HET mà có tổn thương cơ quan thì điều trị PRED với liều chuẩn. Thì nếu mà các bạn khống chế được cái eosinophil ở trong máu rồi thì các bạn sẽ giảm để mà chuyển qua chế độ cách ngày rồi sau đó là ngưng. Các cái second line trong điều trị bệnh nhân mà ta hết mà không có đột biến đó là sử dụng hydroxyurea interferon alpha, hoặc là hiện nay cái điều trị mà rất là ấn tượng đó là cái anti integrin 5 hả? Tại vì các bạn biết rồi, integrin 5 là một anh chàng rất quan trọng trong bệnh sinh của các loại hết mà không phải là do đột biến nguyên phát. Và cho nên vậy mà dùng cái chất kháng thể chống lại interleukin 5 nó sẽ cải thiện ngoạn mục cái cục ở bệnh nhân này. Còn nếu bệnh nhân mà quá là kháng trị đi, không có đáp ứng thì buộc lòng chúng ta phải ghép tủy thôi. Ghép tủy thì tải lại cái câu chuyện từ đầu rồi. Còn đối với các cái tổn thương mà tại các cái cơ quan thì các bạn cần phải thực hiện các cái công cụ chuyên sâu của từng chuyên ngành khác nhau. Ví dụ như là phẫu thuật tim, hoặc là phẫu thuật lấy huyết khối, hoặc là phẫu thuật cắt bớt cơ tim. Rồi, tùy nhóm á, ở đây là cái hậu quả của từng cái nhóm bệnh. Nhưng mà các bạn thấy là cái màu đen là cái màu đáp ứng complete á. Thì trong này các bạn thấy nhóm anti interleukin 5 nó đóng vai trò ấn tượng nhất. Rồi, mình không trình bày nữa. Tóm lại là các bạn cần phải chú ý tới hai cái điểm quan trọng. Nếu bệnh nhân có tăng đáng kể eosinophil trong máu trên 1.500 thì các bạn phải chú ý đặt ra hai câu hỏi: nó có phải thứ phát sang một cái tình trạng phổ biến và có thể điều trị hay không? Đó.
Và liệu cái nguyên nhân ở đây nó có thể là một nguyên nhân mà nó diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng mà cần phải can thiệp kịp thời hay không? À? Và những cái biến chứng mà đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp trong cái bối cảnh tăng eosinophil mà dạng hypereosinophilia, đó là phá hủy cơ tim, tổn thương phổi làm dẫn đến hạ oxy máu và các cái biến chứng liên quan đến thần kinh. À? Còn nếu như mà các bạn không có xác định được các nguyên nhân đến bên dưới thì các bạn cần phải làm các cái test đặc hiệu để chẩn đoán các cái thể hét liên quan tới rối loạn ác tính hoặc là của lympho. À? Rồi. Đúng là 45 phút không biết có đủ không nhỉ?